rằng trong một năm vừa qua thì chúng ta đã có rất nhiều cái nỗ lực đổi mới chương trình, tổ chức được các cái hoạt động rất là có ý nghĩa để làm cái quảng bá hình ảnh của đài, hình ảnh của VTV5 cho cái công chúng ở trong và ngoài nước. Và phải nói rằng là cái năm 2019 ấy là cái năm ban nội ngoại đạt được nhiều cái thành tựu nổi bật trên tất cả những lĩnh vực. Non nước